Tuyết Vân và Thanh Tiến xin kính chào quý thính giả đang đến với chương trình 24 giờ chuyển động của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Chương trình đang được phát trên sóng FM tần số 103.1 MHz và được phát trực tuyến tại địa chỉ website tv vn Thưa quý thính giả, trước tình hình dịch bệnh kéo dài tác động không nhỏ tới kinh tế của nhiều gia đình, nguy cơ ảnh hưởng tới quyền lợi học tập của nhiều học sinh, nhiều địa phương trong cả nước đã quyết định miễn giảm học phí cho học sinh để góp phần hỗ trợ gia đình các em và giúp các em có thể tiếp tục đến trường. Tuy nhiên, hỗ trợ học phí công bằng nhưng không cào bằng lại là vấn đề khiến cho nhiều người băn khoăn. Câu chuyện đáng quan tâm này sẽ được chúng tôi đề cập trong ít phút tới. Nhưng trước hết thì như thường lệ, mời quý thính giả cùng điểm qua những thông tin đáng chú ý sau đây. Tạm giữ 18 đối tượng trong sòng bạc ở thành phố Hồ Chí Minh. Điện Biên bắt vụ vận chuyển 3 bánh heroin 4.000 viên ma túy. Cần Thơ và Thanh Niên chia sẻ thông tin sai sự thật trên TikTok. Hỗ trợ học phí công bằng nhưng không cào bằng, ghi nhận ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh áp dụng bình thường mới. Đám cưới đặc biệt giữa tâm dịch Covid-19. Những phút còn lại của 24 giờ chuyển động ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện nhiều cảm xúc, những chiến sĩ áo trắng thầm lặng ở An Giang. Và bây giờ là nội dung chi tiết mời quý thính giả cùng lắng nghe. Thưa quý tín giả, phòng cảnh sát hình sự công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phối hợp với công an huyện Bình Chánh triệt phá một sòng bạc với quy mô lớn, thu giữ hơn 1,5 tỷ đồng tiền tan vật. Công an đồng thời cũng tạm giữ 18 đối tượng để tiếp tục làm rõ. Sòng bạc này do Lê Quốc Thịnh sinh năm 1989 và Đặng Hoàng Vinh sinh năm 1988 cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bằng hình thức chơi bài cào ba lá ăn tiền tại khu câu cá Tấn Đạt, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh. Sau một thời gian củng cố chứng cứ, chiều tối 29 tháng 9, các trinh sát hình sự ập vào địa chỉ trên tạm giữ 18 đối tượng với số tiền hơn 1,5 tỷ đồng và các tăng vật liên quan. Ngoài ra, công an tạm giữ 3 xe ô tô, 4 xe máy và nhiều điện thoại. Mặc dù thành phố Hồ Chí Minh đang siết chặt giãn cách xã hội, song hàng ngày sông bạc này quy tụ từ 10 đến 20 con bạc tham gia sát phạt. Hiện tại, đối tượng Thịnh đã bỏ trốn, công an đang truy bắt để điều tra xử lý theo quy định. Thưa quý vị, mới đây, Phòng phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang và Chi cục Hải quan Cửa khẩu Quốc tế Tây Trang bắt quả tang một đối tượng vận chuyển trái phép chất ma túy. Cụ thể, vào lúc 18 giờ ngày 29 tháng 9, tại khu vực mốc 117 tuyến biên giới Việt Nam-Lào, địa phận bản Bún Bữa, xã Na Ư, quyền Điện Biên, Lực lượng phối hợp phát hiện bắt giữ một đối tượng đang mang trên người có 3 bánh hình vuông bọc bằng giấy bạc, bên trong có chất bột dạng nén màu trắng là heroin, 20 gói nhỏ màu xanh, bên trong có các viên nén màu hồng, số lượng 4.000 viên là ma túy tổng hợp. Đối tượng khai là Giàng A Lầu, sinh năm 1962, ngụ thị trấn Điện Biên Đông, quyện Điện Biên Đông. Số ma túy trên là cho một đối tượng chưa rõ danh tính thuê cất dấu, được trả tiền công 7 triệu đồng. Sau khi nhận ma túy trên đường trở về thì bị bộ đội biên phòng phát hiện bắt giữ. Tổ công tác của đồng biên phòng cửa khẩu quốc tế Vĩnh Sương, bộ đội biên phòng tỉnh An Giang vừa mật phục gần khu vực cửa khẩu đường bộ thuộc ấp 5 xã Vĩnh Sương, thị xã Tân Châu, phát hiện một người đàn ông điều khiển xe máy không biển kiểm soát, phía sau xe có hai giỏ sách để vận chuyển hàng hóa, đúng với đặc điểm nhận dạng mà ban chuyên án đã xác định. Qua công tác tiếp cận, kiểm tra, tổ công tác phát hiện phía sau xe có chứa khoảng 2,2 kg kim loại màu vàng, nghi là vàng. Giá trị ước tính khoảng 2,7 tỷ đồng, đối tượng khai tên Nguyễn Văn Nghiệp, sinh năm 1982, ngụ thị xã Tân Châu, nhận vận chuyển thuê số hàng hóa trên cho Phạm Hải Đường, sinh năm 1978, ngụ cùng địa phương, qua làm việc sơ bộ với Phạm Hải Đường, đối tượng khai vận chuyển thuê cho một người nữa tại thị xã Tân Châu, hiện đang xác minh. Công an thành phố Cần Thơ vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 5 triệu đồng đối với một người đàn ông 35 tuổi, ngụ xã Tân Thới, huyện Phong Điền về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan tổ chức. Trước đó, ngày 20 tháng 7, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an thành phố Cần Thơ phát hiện người đàn ông này dùng tài khoản TikTok cá nhân chia sẻ video và ghi thêm tiêu đề: "Cán bộ ức hiếp dân nghèo thì xin lỗi, dân nói lý lẽ thì bắt nhốt" luật vì dân nghèo hay là bảo vệ cán bộ sau đó tài khoản này còn tiếp tục bình luận đúng là luật đặt ra là để chốt dân nội dung chia sẻ bình luận của người này là không đúng sự thật xúc phạm đến quy tín của cơ quan tổ chức qua làm việc với cơ quan công an g thừa nhận hành vi sai phạm nội dung đăng tải nhằm tạo sự thu hút chú ý của mọi người để thuận tiện cho việc buôn bán của mình anh g đã tự gỡ bỏ bài đăng cam kết không tái phạm Ngày 30 tháng 9, ông Võ Tấn Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Cư Cô In, tỉnh Đắk Lắc cho biết đã buộc thôi việc chấm dứt hợp đồng và đang xử lý đối với 10 trường hợp sử dụng bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả, công tác tại các cơ quan đơn vị trên địa bàn. Các trường hợp trên đều thừa nhận bằng tốt nghiệp trung học phổ thông giả và sử dụng bằng này để học lên cao, rồi xin vào làm việc ở các cơ quan nhà nước và xét tuyển viên chức. Hiện Ủy ban nhân dân huyện đã buộc thôi việc 5 trường hợp là giáo viên, nhân viên trường học, chấm dứt hợp đồng lao động 2 trường hợp là nhân viên y tế trường học, còn 2 trường hợp là nhân viên bảo vệ hợp đồng tại trường học thì Ủy ban nhân dân huyện giao hiệu trưởng các trường xử lý theo thẩm quyền. Riêng một trường hợp là chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự xã, iabot là cán bộ thuộc ban thường vụ huyện ủy quản lý, do đó Ủy ban nhân dân huyện đã chuyển hồ sơ đến Ủy ban kiểm tra huyện ủy để xử lý theo thẩm quyền. Đồng thời Ủy ban nhân dân huyện cũng giao ban chỉ huy quân sự huyện thẩm tra ra soát lại quy trình bổ nhiệm, xin ý kiến Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và chờ sau khi có quyết định kỷ luật của Ủy ban Kiểm tra huyện ủy sẽ tiến hành xử lý theo quy định. Thưa quý khán giả, ngày 30 tháng 9, đồn biên phòng Cần Thạnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hiện đồn đang tạm giữ một xà lan chở khoảng 150 tấn phân bón vàng tổng hợp, không rõ nguồn gốc trên vùng cửa biển Cần Giờ. Rạng sáng ngày 30 tháng 9, Tổ công tác của Đồng biên phòng Cần Thạnh phối hợp cùng với đội đặc nhiệm phòng phòng chống ma túy và tội phạm, Bộ đội biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành tuần tra kiểm soát khu vực cửa biển Cần Giờ, thì phát hiện phương tiện xà lan tự hành mang số hiệu LA08008 do ông Nguyễn Ngọc Sĩ, sinh năm 1971, ngụ tỉnh Long An điều khiển, có dấu hiệu khả nghi di chuyển từ vịnh Đồng Tranh, vào cửa sông Xoài Rạp, luồng Xoài Rạp. Tại thời điểm kiểm tra, trên xà lan có chở một lượng phân dạng tổng hợp, không bao bì, không có quá đơn chứng từ mua bán hay các giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, nguồn gốc xuất xứ và giấy tờ có liên quan đến phương tiện, thuyền viên làm việc trên tàu. Làm việc với cơ quan chức năng, thuyền trưởng Nguyễn Ngọc Sĩ cho biết, số phân bón này mua từ bà Rịa chúng tàu trở về thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ nhưng không có giấy tờ nguồn gốc và quá đơn buôn bán. Hiện tại, đồn biên phòng Long Hòa đã tiến hành kiểm tra y tế phòng dịch và lập biên bản tạm giữ tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính để tiếp tục điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. Chiều ngày 30 tháng 9, một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại cơ sở sản xuất gối trong khu dân cư tại quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng. Các lực lượng chức năng đã nhanh chóng phối hợp với người dân khống chế vụ cháy, giải cứu tài sản cho chủ cơ sở. Vụ cháy được phát hiện vào khoảng 14 giờ tại cơ sở sản xuất gối, địa chỉ 41 Phan Khoang, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ. Do ngọn lửa xuất phát từ thiết bị đang sản xuất gối trong khu vực nhiều nguyên liệu dễ cháy nên nhanh chóng lan rộng ra khu vực kho rộng khoảng 200 m2 chứa thành phẩm và nguyên liệu, có nguy cơ lan rộng ra các hộ dân lân cận nhận được tin báo cháy, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy đã điều động 5 phương tiện chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ đến hiện trường, phá tường bên hông nhà kho để dập lửa và đưa tài sản ra bên ngoài. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, vụ cháy cơ bản được khống chế, không gây ảnh hưởng đến các hộ dân xung quanh. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng làm một số thiết bị máy móc và nguyên vật liệu bị hư hại. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, khoảng 17 giờ chiều ngày 30 tháng 9, người dân phát hiện cháy tại khu vực kho hàng thực phẩm Chua Bò tại địa chỉ 54 Xuyệt 8, Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, nên hô quán. Lúc này, những người bên trong kho hàng cùng người dân tiến hành dùng bình CO2 chữa cháy tại chỗ, đồng thời di dời tài sản bên trong kho ra phía ngoài. Những nhà gần đó cũng hốt quản di dời tài sản ra xa khu vực cháy. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ quận Bình Tân điều 5 xe cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ đến hiện trường. Điện tại khu vực cũng được ngắt để đảm bảo an toàn. Gần 30 phút sau đám cháy được dập tắt. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy tại kho hàng thực phẩm vua bò trên đường Ao Đôi, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân đang được công an điều tra làm rõ. Thưa quý thính giả, để hỗ trợ học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nhiều địa phương đã quyết định dành hàng chục tỷ đồng từ ngân sách để miễn hoặc là giảm học phí cho học sinh trong năm học 2021-2022. Tuy nhiên, việc thực hiện chính sách hỗ trợ này như thế nào để công bằng và hiệu quả thì vẫn còn những băn khoăn. Chúng ta hãy cùng đến với câu chuyện đang nóng trên các mặt báo này qua phóng sự được thực hiện tại Hà Nội học 10 tháng nhưng thực tế chỉ thu học phí có 8 tháng và chỉ bằng 75% so với học trực tiếp nên hệ thống một trường dân lập ở Hà Nội rơi vào cảnh thu không đủ bù chi. Bà Nguyễn Thị Hiền, chủ tịch hội đồng quản trị trường Đoàn Thị Điểm, Hà Nội cho biết: Với cái mức thu như thế, đối với nhà trường chúng tôi cũng không đảm bảo được vấn đề thu chi đâu, nhưng mà để mà chia sẻ cái khó khăn của phụ huynh và cũng mong là phụ huynh chia sẻ những cái khó khăn của nhà trường thì chúng tôi đưa ra cái mức thu đó. Thu không đủ bù chi cũng là thực tế của nhiều trường ngoài công lập gặp phải trong suốt gần 2 năm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Thậm chí, nhiều trường phải đóng cửa. Vì thế, việc được thành phố Hà Nội hỗ trợ mức học phí cho học sinh dù chỉ bằng 50% mức của công lập cũng khiến cho các trường ấm lòng. Quan trọng hơn đó là sự đảm bảo công bằng giữa hệ thống giáo dục công và tư. Bà Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Lương Thế Vinh Hà Nội nói: Chúng tôi cũng rất là mừng vì là Hà Nội đã coi các con học ở trường ngoài công lập hay trường công lập đều giống nhau và cái đấy là đã tránh một cái sự phân biệt mà chúng tôi hay gọi đùa là con rơi con đẻ. Đồng tình ủng hộ, hỗ trợ học phí cho học sinh trong mùa dịch là rất kịp thời và nhân văn. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng để chính sách thực sự mang lại hiệu quả thì thành phố Hà Nội cần tính toán lại đối tượng hỗ trợ. Bởi nếu cào bằng cho 100% học sinh toàn thành phố thì dẫn đến tình trạng người cần thì không có đủ mà người đủ thì không cần. Ông Nguyễn Xuân Khang, chủ tịch hội đồng quản trị trường Marie Curie Hà Nội cho biết: Thì nếu chúng ta uh, chia uh, đồng đều mỗi bát một thìa cơm thì những cái bát mà đang đầy hoặc vơi một chút thì một thìa cơm ấy không có ý nghĩa nhiều. À, à, tương tự thì cái bát không còn cơm mà chia một thìa thì một thìa cơm cũng không đủ ấm lòng. Thực tế, bài học từ chính sách hỗ trợ của ngành văn hóa trước đó cũng nhận phải nhiều ý kiến trái chiều khi một số nghệ sĩ nổi tiếng về độ giàu có cũng nhận được tiền hỗ trợ ảnh hưởng do covid 19 và sau đó nhiều người đã tự xin rút khỏi danh sách nhận hỗ trợ này để nhường cho hoàn cảnh khó khăn hơn. Phó giáo sư Hoàng Văn Cường, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chia sẻ. Kể cả những bạn nếu như ở trường công mà những gia đình của bạn ấy nó không phải tác động quá khó khăn thì theo tôi cũng không nhất thiết là chúng ta phải đưa cái hỗ trợ đó cho đối tượng này. Và như vậy thì tôi cho rằng ở đây quan trọng nhất là chúng ta tìm đúng những đối tượng khó khăn và chúng ta hỗ trợ đúng những đối tượng đó thì thực sự nó mới có ý nghĩa. Vâng, thưa quý thính giả, chính sách đảm bảo công bằng là cần thiết, nhưng công bằng không đồng nghĩa với cào bằng, quan trọng hơn là hỗ trợ làm sao cho đúng và trúng đối tượng để tránh được sự lãng phí, kém hiệu quả. Có như vậy, những học sinh khó khăn về cái ăn, học phí chưa có để đóng mới không bị bỏ lại phía sau. Tiếp tục chương trình 24 giờ chuyển động ngày hôm nay là thông tin về đời sống xã hội dân sinh đáng chú ý. Thưa quý vị, ngày 1 tháng 10 là ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh thực hiện trạng thái bình thường mới. Đường phố thì đông đúc hơn, dần quay trở lại nhịp sống trước đó. Xong, người dân vẫn tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch. Ghi nhận sáng sớm ngày 1 tháng 10 tại các tuyến đường lớn như là Nguyễn Tri Phương quận 10, Hồng Bàng, Nguyễn Chí Thanh quận 5, Võ Thị Sáu cách mạng tháng 8 quận 3, dòng xoay công trường dân chủ Phan Đăng Lưu quận Phú Nhuận. Do ngày đầu tiên thành phố Hồ Chí Minh cho phép nhiều loại hình dịch vụ hoạt động trở lại theo quy định. Tại các tuyến đường này, số lượng phương tiện đi lại đông hơn những ngày trước do nhiều chốt chặn trên đường đã được gỡ bỏ. Thay vào đó, lực lượng chức năng sẽ tuần tra lưu động, kiểm tra giám sát đảm bảo an toàn. Ngày đầu tiên trở lại nhịp sống bình thường dù chưa trọn vẹn vì hoạt động kinh doanh ăn uống chỉ được bán mang đi, karaoke, rạp chiếu phim còn phải tạm dừng. Nhưng người dân ai nấy đều phấn khởi. Ông Tống Dân Cường, người dân quận Phú Nhận, thành phố Hồ Chí Minh vui vẻ nói. Rất là thoải mái, vui mừng, phấn khởi, được thoải mái quay trở lại khi mình tạm thời vượt qua được đại dịch Covid và cuộc sống trở nên ổn định. Ăn. Trước đó, ngày 30 tháng 9, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo công bố chỉ thị về phương án nới lỏng giãn cách, thích ứng an toàn với dịch bệnh COVID-19 trong giai đoạn bình thường mới. Đồng thời cho phép nhiều loại hình kinh doanh dịch vụ được hoạt động trở lại, nhưng phải tuân thủ quy định phòng dịch. Thưa quý tín giả, từ ngày 1 tháng 10, thành phố Hồ Chí Minh sẽ không còn sử dụng giấy đi đường như trước nữa, mà thay vào đó là sử dụng hai ứng dụng VNEID và Y tế thành phố Hồ Chí Minh. Hiện hai ứng dụng này đang được người dân thành phố truy cập liên tục để hoàn thiện quy trình lưu thông của mình. Theo đó thì cho đến khi ứng dụng BC Covid đi vào hoạt động, người dân thành phố Hồ Chí Minh sẽ sử dụng hai ứng dụng trên điện thoại thông minh gồm VNEID và Y tế thành phố Hồ Chí Minh để tham gia lưu thông trong đó sử dụng mã QR của ứng dụng VNEID kiểm soát, còn ứng dụng y tế thành phố Hồ Chí Minh sẽ thể hiện lịch sử tiêm vaccine của người đi đường. Đại tá Nguyễn Sĩ Quang, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Công an thành phố sẽ tăng cường kiểm soát đột xuất trên đường trước khi người dân đi ra đường là phải khai báo y tế trên cái cái ứng dụng là VNEID. Nếu không có cái đó thì người dân có thể đưa một trong các loại giấy một là giấy đã ít nhất một mũi mà trên một ngày. Cái thứ hai nữa là nếu F0 khỏi bệnh cho à, dưới 180 ngày. Đấy, ví dụ như thế thì cũng được đúng không? Bà Võ Thị Trung Trinh, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết thêm. Theo lộ trình cùng với Bộ Thông tin Truyền thông, chúng tôi chuyển hết những cái người sử dụng đang ứng dụng tại y tế Thành phố Hồ Chí Minh vào BC Covid thì như vậy chúng ta sẽ có một ứng dụng duy nhất phục vụ cho công tác phòng chống dịch Covid. Về trẻ em dưới 18 tuổi, thành phố sẽ quản lý bằng khai báo y tế, Tuy nhiên, vì mở cửa theo lộ trình nên các em dưới 18 tuổi không đi học tại trường mà học trực tuyến, nên nếu không có việc cần thiết, nhóm này không nên ra đường. Thành phố hiện có 1,5 triệu người đang sử dụng app y tế thành phố Hồ Chí Minh, trên 27.400 đơn vị đã triển khai ứng dụng để kiểm soát điểm ra vào. Chương trình xin được tiếp tục với một câu chuyện khiến cho những người thực hiện chương trình vô cùng xúc động thưa quý vị đang trong thời gian hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 nữ điều dưỡng xinh đẹp đã được đồng nghiệp giúp đỡ tổ chức một đám cưới online có 102 ngay tại bệnh viện giả chiến cô dâu mặc áo dài trắng quan khách là những nhân viên y tế với màu áo trắng áo xanh quen thuộc còn nơi tổ chức hôn lễ là bệnh viện giả chiến có lẽ đây là đám cưới đặc biệt nhất giữa đại dịch Covid-19 và nhân vật chính của đám cưới ấy là điều dưỡng Ngọc Diệp 24 tuổi ở Hà Nội đang tham gia hỗ trợ chống dịch tại Trung tâm Hồi sức COVID-19 do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách, đóng tại Bệnh viện Trả dạ chiến số 16, quận 7, thành phố Hồ Chí Minh. Đám cưới kết nối online ở ba đầu cầu, một đầu cầu ở nhà chú rể tại Hà Nội, một từ các quan khách tham dự ở Bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội. Điểm cầu thứ ba là ở nơi cô dâu đang công tác. Trước đó, hai bên gia đình chị Diệp và chồng là anh Lê Quang Quy đã ấn định ngày tổ chức hôn lễ. Tuy nhiên, vì dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh diễn biến phức tạp, cô cùng các đồng nghiệp đã vào Nam hỗ trợ. Tưởng rằng dịch sẽ mau chóng được đẩy lùi và ngày về vẫn kịp ngày cưới. Tuy nhiên, số lượng bệnh nhân liên tục tăng và cô quyết định tiếp tục ở lại. Biết được sự việc, các y bác sĩ, các đồng nghiệp vô cùng xúc động. Gần như lập tức, họ bảo nhau sẽ cùng với các tình nguyện viên tổ chức cho nữ điều dưỡng một lễ cưới tinh tôm. Vậy là giải đỏ qua trái cây bánh cưới in tên cô dâu chú rể lần lượt được, được mang đến và hoàn toàn miễn phí như món quà người dân thành phố Hồ Chí Minh dành tặng ân nhân bao ngày qua tương trợ mình. Thưa quý thính giả, đám cưới online của điều dưỡng Ngọc Diệp là một nốt đặc biệt trong bản nhạc nhiều cung bậc của cảm xúc người Việt những ngày nỗ lực đẩy lùi Covid-19. Thật không quá lời khi gọi đó là đám cưới đặc biệt nhất Việt Nam thời gian này. Đặc biệt không phải vì hình thức tổ chức trực tuyến, vốn không còn xa lạ trong thời 4.0 và khi dịch bệnh khiến con người phải giữ khoảng cách vật lý với nhau đặc biệt là ở chỗ hôn lễ của cô trở thành nơi kết nối không chỉ trái tim của đôi nam nữ yêu nhau mà còn là hàng triệu trái tim việt nơi kết nối sợi dây của sự đồng cảm chia sẻ ngọt bùi của hy sinh và biết ơn của sự đồng lòng nắm tay cùng đi qua cuộc chiến khốc liệt tiếp tục chương trình là phần tin thế giới gây chú ý. Nhận được tin báo dãy nhà bị nứt và hơi nghiêng, đội cứu hộ nhanh chóng sơ tán 40 công nhân đang ở trong nhà tới nơi an toàn trước khi dãy nhà bất ngờ đổ sập chỉ vài phút. Khoảnh khắc một dãy nhà ba tầng được xây dựng từ năm 1962 bất ngờ đổ sập vào ngày 27 tháng 9 vừa qua tại Bangalore, bang Karnataka, Ấn Độ đã khiến cho nhiều người hốt hoảng. Trước đó, các cư dân nhận thấy dãy nhà xuất hiện các vết nứt và nhà hơi nghiêng nên đã gọi đội cứu hỏa tới. Đội cứu hỏa đã nhanh chóng sơ tán 40 công nhân đang tham gia xây dựng tàu điện ngầm Bangalore đang làm ở trong khu nhà tới nơi an toàn và chỉ vài phút sau thì dãy nhà bất ngờ đổ sập hoàn toàn. May mắn sự việc không khiến cho ai bị thương và một phần là nhờ phản ứng nhanh của đội cứu hỏa. Tại Trung Quốc, lính cứu hỏa cảnh sát và nhiều người dân dũng cảm đã hợp sức để giải cứu một em bé 2 tuổi bị mắc kẹt cổ vào sông sắt chuồng cọp tầng 3. Cảnh tượng được người dân chứng kiến ghi lại khiến nhiều người xem thoát tim. Đoạn video được ghi lại ở thành phố Miên Dương, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc cho thấy một cậu bé khoảng 2 tuổi bị mắc kẹt cổ vào khung sắt an ninh bên ngoài cửa sổ tầng 2. Hình ảnh cũng cho thấy một người đàn ông trèo lên bức tường bên ngoài tòa nhà để nâng cậu bé lên, trong khi các nhân viên cứu quả và cảnh sát cố gắng cắt song sắt an ninh để kéo cậu bé vào trong. Khoảng 6 phút sau, cậu bé được giải cứu thành công và may mắn không bị thương theo báo cáo cậu bé bị bố mẹ để ở nhà một mình sau khi ngủ dậy cậu bé đã trèo lên cửa sổ để tìm bố mẹ và chu tình bị rơi xuống mắc kẹt đầu vào chuồng cọp quý thính giả, sau đợt mưa lũ năm 2018, ngọn núi Khe Tương ở bản Sớp Nậm, xã Tam Hợp, huyện Tương Dương của tỉnh Nghệ An bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu bất thường, hàng chục tảng đá bị sói gốc có thể lăn xuống bất cứ lúc nào. Thế nhưng vì thiếu kinh phí di dời, 19 hộ với 73 nhân khẩu dưới chân núi phải bám trụ. Mỗi khi mưa lớn kéo dài, họ lại bồng bế nhau đi xin ở nhờ bởi sạt lở có thể xảy ra bất cứ lúc nào chúng ta hãy cùng chia sẻ nỗi đau bất an này của bà con bản sấp nậm qua phóng sự phản ánh sau đây điểm trường mầm non tam hợp tại bản sấp nậm xã tam hợp huyện tương dương tỉnh nghệ an chỉ mới đây thôi một phiến đá lớn bất ngờ rơi xuống khuôn viên nhà trường may mắn vào thời điểm đó trường vẫn chưa bước vào năm học mới nên không có thiệt hại về người sau sự việc để đảm bảo tính mạng cho cô và trò chính quyền địa phương đã quyết định chuyển đến điểm trường bản văn môn cách đó hơn 3 km Cô Nguyễn Thị Hà, hiệu trưởng trường mầm non Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết. Thực hiện cái năm học 2021 trong cái quá trình nhà Bì là uh, bữa lù lù sạt lở là chú, làm được đảng ủy về nhà trường phối kết hợp là tổ chức họp phụ huynh. Họp phụ huynh thì vận đồng là phụ huynh là đứa con em ở bản chụp năm nay lên học ở điểm trường mong muốn. Ngay cạnh điểm trường mầm non xốp nằm còn có 19 hộ dân với 73 nhân khẩu cũng nằm trong diện nguy cơ sạt lỡ cao. Chỉ cần một ngày mưa liên tục là người dân lại bồng bế nhau di tản sang ở nhờ các gia đình khác, chứ không ai dám ở nhà. Ông Viên Văn Viện, người dân ở xã Tam Hợp, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cho biết. Năm ngoái mưa bão to là nó sạt lở từ trên này xuống tớp trên mái nhà, tớp hiểm cái mái nhà rồi là gia đình thì à, cổ máy vào là như thuê máy khắc phục à, chỗ sau nhà hiện tại cũng chưa khắc phục à, hết mới được à, một nửa. Anh Lô Vi Lăng, người dân ở xã Tam Hợp, huyện tương dương, tỉnh nghệ an cho biết thêm. À, chỗ sẵn lời thì gia đình cùng nói chung là cùng trong ăn ở thì trong gia đình thường à, tư tưởng cũng thoải mái nên lý thì nói là muốn đi nghỉ là di rời ở chỗ nào là cố định. Qua kiểm tra cho thấy khu vực phía trên núi khe tương có rất nhiều hòn đá mộ côi có kích thước lớn. Qua thời gian mưa gió xói mòn khiến cho nguy cơ đá lăn rất cao. Ông Lương Phi Thanh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tam hợp, huyện tương dương, tỉnh Nghệ An cho biết. À, trực tình hình khó khăn như vậy, à, thường trực đảng ủy, hội đồng dân ủy ban nhân dân đã phối hợp với các cơ quan ban ngành, đặc biệt là chỉ đạo à, cả khối trường học và ban quản lý bản sống nằm làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân khi mà có trời mưa dự bão trong thời gian dài ngày thì phải chủ động là di dàn à, di tán người dân ra huyện cũng đã vào kiểm tra khảo sát thì cách ông Lô Kham Kha trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện tương dương tỉnh nghệ an cho biết thêm bản khoảng 1,5 km thì có một vùng là có thể là xây dựng cái tái định cư được cho các hộ dân bị ảnh hưởng này Tuy nhiên cái khó khăn hiện nay thì cái nguồn kinh phí là hiện là không có. Tương Dương là huyện miền núi, có địa hình phức tạp, trong khi quỹ đất phù hợp để làm nhà rất ít, nên đa số người dân phải làm nhà ở những khu vực sườn đồi có nguy cơ sạt lỡ rất cao. Dù việc di dân tái định cư cần nguồn lực rất lớn, nhưng từ năm 2014-2020, địa phương cũng đã cố gắng huy động hơn 200 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ cho 190 hộ về nơi ở mới. Tuy nhiên hiện còn 19 hộ với 73 nhân khẩu đang sống dưới chân núi với nỗi lo bị sạt lở bất cứ lúc nào đang rất cần được chính quyền quan tâm giải quyết chỗ ở mới để đảm bảo an toàn về tính mạng và tài sản. Thưa quý vị, những ngày qua trên 140 y bác sĩ bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang, bệnh viện mắt tai mũi họng răng hàm mặt An Giang, bệnh viện sản nhi An Giang Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh và Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên đã đến thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang thực hiện test nhanh trong cộng đồng nhằm nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi địa bàn và ngăn chặn dịch bệnh phát sinh diện rộng. Dù nắng nóng gây gắt, cái nắng như đổ lửa khiến điều kiện làm việc thêm nhiều khó khăn. Song đội ngũ các y bác sĩ vẫn không quản ngại vất vả trang khổ, miệt mài với nhiệm vụ của mình, với quyết tâm cao nhất sớm ngăn chặn và đẩy lùi dịch bệnh. Ngay từ sáng sớm, các y bác sĩ được chia thành từng đoàn đến địa bàn các xã phường trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, tiến hành đến từng hộ gia đình, thực hiện test nhanh cho người dân. Ông Nguyễn Văn Lợi, người dân xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang, xúc động nói. Mỗi hộ thì làm trên đồng người, làm cái 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 này thì rất là hay, giúp cho nó khỏi cái ép trong trong cộng đồng, tách rời ra nặng mà sau này để mình có thể là lưu thông mua bán làm ăn lại cho nó bình thường là cảm ơn cái lực lượng y tế nhà lãnh đạo của xã của huyện của tỉnh thì cái lực lượng y tế mặc đồ bảo hộ mà trời chưa nắng chỗ này thì giờ thấy mấy em rất là tội nghiệp rất là cực khổ nhưng người ta quyết tâm ta làm thì mình người dân phải quyết tâm để mà giữ vững cái đừng để cho lây lan dịch bệnh càng dậy trưa nhiệt độ tăng cao nhưng từng thành viên trong đoàn với bộ đồ bảo hộ mặc trên người đã thấm đẫm mồ hôi nhưng mọi người vẫn phân chia nhiệm vụ cụ thể, thực hiện test theo phương thức mẫu gộp 3 người một test và được tiến hành một cách nhanh chóng và an toàn nhất. Anh Quỳnh Phi Đăng, Bệnh viện mắt tại Mũi Họng Trăng Hàm Mạc An Giang cho biết. Hôm nay thì em đi vào cô đoàn bên đây để test. Thì em cũng cố gắng hết sức để tắt F0 ra khỏi cộng đồng, để cố gắng thật là tốt để cho người dân mình trở về cái trạng thái bình thường mới, để kiểm soát được cái lượng dịch ở Trăng Châu hiện nay. Khi các y bác sĩ đến để thực hiện test nhanh, người dân địa phương đã nhiệt tình hợp tác hỗ trợ. Vì đối với mọi người dân đều mong muốn dịch bệnh sớm được kiểm soát và cuộc sống sớm trở lại bình thường mới. Ông Mai Văn Mến, người dân phường Long Phú, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang nói thêm. Thấy cũng thương chót cho những người làm công tác này lắm, lo cho dân gì là tốt lắm rồi. Ở địa phương này bây giờ người ta cũng vậy đó, ta giữ khoảng cách, ta lợi là khẩu, khẩu trang đầy đủ, nước diệt khuẩn rồi nọ ít có ai lại gần ai tiếp xúc với ai lắm nói chuyện ta cũng đứng xa xa trên 2 mét không à Giờ dân ở đây cũng ta cũng ý thức hết trơn rồi Cầm cho nhanh chóng cho mau hết dịch đừng trả lại cuộc sống bình thường cho dân thị xã Tân Châu có hơn 41.000 hộ dân với gần 141.000 nhân khẩu đội ngũ y bác sĩ sẽ tiếp tục thực hiện tại các địa phương còn lại trên địa bàn thị xã nhằm làm sạch mầm bệnh trong cộng đồng Tinh thần quyết tâm, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ của lực lượng y tế, góp phần mang lại hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã Tân Châu thật đáng trân trọng. Sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ cùng các lực lượng hỗ trợ và lực lượng tuyến đầu đã và đang chiến đấu và sẽ chiến thắng giặc COVID-19, mang lại cuộc sống bình yên cho thị xã Dùng Biên An Giang. Vâng, thưa quý thính giả, trong gian khó, tình cảm của người dân Việt Nam lại trở nên thiêng liêng cao cả hơn bao giờ hết. Đã có không ít bác sĩ, nhân viên y tế phải hy sinh việc riêng để lên đường làm nhiệm vụ, đã có không ít tình nguyện viên bị ngất khi làm việc quá sức. Những hình ảnh đáng trân quý, những nghĩa cử cao đẹp ấy sẽ động mãi trong trái tim mỗi người dân. Và câu chuyện đầy ý nghĩa này cũng đã khép lại thời lượng dành cho chương trình 24 giờ chuyển động hôm nay. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe và đồng hành cùng chương trình. Còn bây giờ chúng tôi xin kính chào và hẹn gặp lại.